Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món canh bún chay. Nguyên liệu của món canh bún chay sẽ gồm có: thứ nhất là củ cải trắng. Củ cải trắng này mình sẽ dùng làm nước lèo nha mọi người, sẽ giúp cho nước nó ngọt hơn. Thứ hai là cà chua và nấm đông cô. Thứ ba là cá viên chay, chả chay, đậu hũ. Thứ tư là đậu nành. Đậu nành này mình sẽ giã cua nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xay đậu nành để giã làm cua nha mọi người. Mọi người nhớ chuẩn bị một ly nước để mình chế vô. Đậu nành sau khi xay xong thì mọi người tắt và đổ ra cái rây nha, để mình lọc bớt cái xác của nó. Mình chỉ lấy phần nước thôi nha mọi người. Đó, mình chỉ cần lột lấy nước ở bên dưới giống như thế này thôi nha mọi người. Mình sẽ lấy nước và mình nấu, thì lúc đó thì cái ván cua nó sẽ nổi lên. Chắc chắn nãy giờ là sẽ có nhiều bạn hiểu lầm là mình sẽ lấy đậu nành để mình lấy cái xác để mình nấu đúng không? Nhưng mà thực chất không phải nha mọi người. Mình nấu bằng cái nước đậu nành nhé. Đậu nành sau khi mình vắt được nửa thau như thế này thì mình sẽ bỏ màu gạch tôm vô nha mọi người, để giúp cho cái màu nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cho một tí muối. Cuối cùng là bỏ nước cốt me vào nha mọi người. Việc bỏ nước cốt me vào á, nó sẽ giúp cho cái việc đóng cái cua này nó sẽ thành hình hơn, chứ nó không có bị rã ra. Đây chính là hỗn hợp giã cua mà mình vừa hoàn thành xong nha mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đi nấu nha. Mình sẽ bắt một nồi nước dùng và mình bỏ củ cải trắng vào nha. Sau khi bỏ củ cải trắng vào, mình sẽ đợi nước dùng nó sôi lên và mình sẽ đổ giã cua vào nha mọi người, là đổ đậu nành vào á. Trong lúc để nó sôi thì mình sẽ bỏ thêm một ít màu gạch tôm vô để cho cái nước cái màu nó đẹp hơn, giống như là canh bún mặn nha mọi người. Nước dùng sau khi đã gần sôi lên thì mình sẽ bắt đầu bỏ hỗn hợp cua vào nha mọi người. Để khi mà nó bắt đầu sôi ùn ụt lên á, thì cua nó sẽ bắt đầu nổi váng lên. Đây chính là ván cua nha mọi người, nó đã thành hình như thế này rồi nè. Mọi người nhớ là không được đụng vào nó nha, nếu đụng vào nó thì nó sẽ bị rã. Mình thấy có một số bạn sẽ nấu dùng giã cua bằng sữa tươi, hoặc là ra chợ mua sữa đậu nành mà người ta nấu sẵn về mọi người. Như vậy là nước nó sẽ bị đục và nó không hình thành ván được nha. Nó sẽ hình thành rất là ít và nó sẽ bị rã cái cua ra, nó sẽ không ngon, nó không đẹp giống như vậy. Mọi người chịu khó ra chợ mua hạt đậu nành về, mình chịu khó mình xay với lại mình dắt nha, để mình nấu được như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Nước dùng mình đã nấu xong như thế này rồi thì mình sẽ bắt đầu sơ chế những nguyên liệu tiếp theo nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xắt cà chua ra nha. Sẽ bắt một cái chảo và phi hành tỏi cho thơm nha mọi người. Hành tỏi sau khi đã phi vàng như thế này thì mình sẽ bỏ tất cả các nguyên liệu bao gồm cá viên, rồi chả lụa, rồi đậu hũ vào nha mọi người. Sau khi mọi thứ đã xào vàng như thế này thì mình sẽ bỏ nấm đông cô vào nha mọi người. Hỗn hợp này sau khi mình đã xào xong thì mình sẽ bắt xuống và mình sẽ bắt ngược nồi nước trở lại nha. Mình sẽ bỏ cà chua vào nha mọi người. Mọi người bỏ từ từ cẩn thận để nước nó dâng lên phỏng á.
Sau đó chúng ta sẽ bỏ tất cả những nguyên liệu mình đã xào nấu nãy giờ vào trong nồi luôn nha. Mọi người có thấy ván cua nó nổi không? Nó nổi theo từng mảng giống như vậy nè. Như vậy gọi là thành công nha mọi người. Còn mọi người mà làm mà cua nó không có nổi lên á, hoặc là nó bị rã làm cho nước nó bị đục á, là mọi người bị fail rồi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm nha mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ cho một ít hạt nêm. Một ít đường. Một ít muối. Như vậy là xong rồi nha mọi người. Mình đã chuẩn bị sẵn một tô bún như thế này rồi, mình sẽ bắt đầu múc canh bún ra và trang trí nha mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người thấy mình múc cua ra nha. Sắp tới rồi. Đây. Đó. Trời ơi, mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không? Nó có một cái ván cua giống như thế này nè. Y chang ngoài tiệm luôn mọi người. Mình sẽ bỏ một ít hành phi. Và một ít hành ngò gai nha mọi người. Cho có xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Ta-da, đây chính là thành quả của mình đây mọi người ơi. Một tô canh bún chay ngon xuất sắc luôn. Mọi người có thể thay thế canh bún chay bằng bún riêu chay nha. Tại nước dùng này mình có thể ăn được cả canh bún và bún riêu luôn. Mọi người sẽ thay thế cọng bún với lại thay thế bằng rau ăn kèm. Bún thì mình sẽ thay cọng nhỏ hơn. Rau ăn kèm thì mình sẽ thay bằng rau muống luộc bằng rau sống nha mọi người. Chúc mọi người thành công với món canh bún chay mà mẹ Dâu nấu nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Nếu mọi người có muốn Dâu nấu món gì thì comment bên dưới giúp Dâu nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.